Chào mừng tất cả quý vị anh chị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Dưỡng Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Trong tháng 5 âm lịch thì những gia chủ tuổi Hợi có rất nhiều những thành tựu vượt bậc về tài lộc và công danh sự nghiệp. Vậy nên làm việc gì cũng phải rất cẩn thận bởi bạn có thể gặp một số chuyện khá là nguy hiểm. Đừng vội vàng hấp tấp làm điều gì mà không lường trước kết quả. Bởi vì khi thành công và may mắn đến với mình thì những chuyện thị phi tai ách cũng kèm theo. Vậy trở nên hòa đồng, thân thiết với mọi người ở công ty sẽ giúp ích cho tuổi Hợi rất nhiều. Hãy luôn giữ được tinh thần thoải mái, vui vẻ trong công việc và nhiệt tình trợ giúp đồng nghiệp sẽ giúp cho bầu không khí trở nên hài hòa, tác động tích cực tới hiệu quả công việc của bạn. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi vận trình của tuổi Hợi trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Hợi trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi gia chủ tuổi Hợi tháng 5 năm 2022 âm lịch trên phương diện sự nghiệp nhìn chung là bình ổn, không có sự thay đổi nhiều cũng như không có quá nhiều khởi sắc. Chính vì bình ổn nên trong tháng này, nếu có dự định mở rộng kinh doanh làm ăn thì nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Với người kinh doanh buôn bán hay đầu tư, nên thận trọng trong hợp tác làm ăn. Dù được người lớn tuổi hơn giúp đỡ nhưng vẫn có điềm báo tiểu nhân rình rập. Khởi nghiệp cũng chỉ nên bắt đầu với số vốn nhỏ, tránh phô trương, kẻo hao tài tốn của. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Vậy nên, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về phương diện tài lộc trong tháng này không có nhiều tín hiệu tốt, dù tài sản có tăng tiến so với năm ngoái, nhưng tiêu hao nhiều cho cuộc sống, khó tích lũy và không dư giả quá nhiều. Người làm công ăn lương thu nhập ổn định, tháng này khối lượng công việc ít nên chưa có tăng ca, ổn định với mức lương cứng. Người kinh doanh buôn bán thì dòng tiền luôn chuyển đều, không trồi sụt mạnh, hàng tháng thu về lợi nhuận đều đặn. Nếu có dự định mở rộng làm ăn thì nên cân nhắc sẽ có nhiều khó khăn trong vốn liếng. Nếu vẫn cố tình làm sẽ gặp nhiều vất vả, lợi nhuận không có, tiền bạc cũng vì thế mà hao tán, không thể nào thu hồi được vốn, tiền mất, tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Nhìn chung về sức khỏe tháng này khá tốt, không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng vẫn không tránh khỏi việc ốm vặt. Ngoài ra cần hết sức đề phòng vấn đề đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa, tránh gặp phải bất trắc do tai nạn xe cộ. Nữ mạng tuổi Hợi trong tháng này nên chú ý có máu huyết không thông, dễ xảy ra các vấn đề đáng lưu tâm. Cũng không nên kiêng khem quá mức khiến cơ thể bị suy nhược, mệt mỏi kéo dài, làm giảm chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi Hợi tháng 5 âm lịch năm 2022, trên phương diện sức khỏe cần đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống và sinh hoạt điều độ bởi hệ tiêu hóa không được tốt. Trong năm chịu tác động của hung tinh, gia chủ sẽ phải trải qua nhiều vất vả lo toan cho công việc tiền bạc, vì thế mà sức khỏe giảm sút, dễ ngã bệnh. Dù là nam mạng hay nữ mạng tuổi Hợi cũng không nên chủ quan khinh suất vấn đề đi lại, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ. Các quý vị gia chủ tuổi Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo.
Bước sang những tháng đầu năm Nhâm Dần, trên phương diện gia đạo, người tuổi Hợi nhận nhiều tin vui đưa tới. Những cát tinh chủ về đào hoa sẽ mang hỷ tín cho những người tuổi Hợi. Nam nữ tuổi Hợi dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý. Vì vậy, những người đã có cặp có đôi nên tận dụng thời điểm thiên thời, địa lợi mà tính chuyện kết hôn tỷ lệ thành công rất cao. Do đào hoa mạnh cho nên những người đã có gia đình cần phải chú ý đào hoa ảo, thấy dấu hiệu có người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa hai người. Dù có chuyện gì xảy ra cũng nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, tránh nóng vội, không tỉnh táo, rất dễ dẫn tới chia ly. Tử vi của từng tuổi Hợi trong tháng 5 âm lịch năm 2022, tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Gia chủ tuổi Ất Hợi năm nay đã 27 tuổi dương, 28 tuổi âm, có cuộc sống tự lập, một số người đã có gia đình. Tuy nhiên do chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa va vấp cho nên dễ bị lừa gạt, lợi dụng trong cuộc sống. Do đó hãy thật tỉnh táo, đừng dễ tin người mà gây hại cho bản thân. Trong đời sống gia đình, các cặp vợ chồng son với nhau cần phải cố gắng nhường nhịn để vượt qua những giai đoạn đầu của hôn nhân. Đối với các cặp đôi còn đang yêu, hai bạn sẽ phải yêu xa, cho nên hãy chuẩn bị trước tâm lý. Dù khoảng cách giữa hai người có là bao xa, thì chỉ cần hai bạn luôn hướng về nhau, trao cho nhau sự tin tưởng chân thành, thì sóng gió nào cũng không thể khiến hai bạn buông tay nhau. Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Người tuổi Quý Hợi tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt, sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán là sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp. Dù có sóng gió cũng vì nhau vượt qua, hạnh phúc của cả hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Bước sang tháng 5 âm lịch, người tuổi Tân Hợi hầu hết đều đã xây dựng được một nền tảng sự nghiệp ổn định. Tuy đôi khi vẫn gặp những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực hết mình, cuối cùng bạn vẫn giải quyết được mọi chuyện ổn thỏa. Bản mệnh nên quan tâm nhiều hơn đến vấn đề gia đình, đặc biệt là nữ mệnh, đề phòng xảy ra xung đột nghiêm trọng. Tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Dù đã bắt đầu đến độ tuổi có thể nghỉ hưu, những người tuổi Kỷ Hợi vẫn luôn hết mình với công việc, làm tròn trách nhiệm nên rất được mọi người nể trọng và giúp đỡ nhiệt tình. Đương số cần đặc biệt chú ý vấn đề sức khỏe trong năm. Theo tuổi tác tăng lên, cơ thể cũng có nhiều vấn đề cần phải lưu tâm. Đừng vì quá mải mê, ham công tiếc việc mà coi nhẹ sức khỏe của mình. Cần phải chú ý tới chế độ ăn uống. Những thực phẩm nằm trong danh mục khuyến cáo của bác sĩ nên tuyệt đối tránh xa kẻo tạo ảnh hưởng xấu tới cơ thể của mình. Tổng quan tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Hợi trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 5 năm 2022, tức ngày 9 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 5 năm 2022, tức ngày 21 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Hợi trong tháng 5 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 5 năm 2022, tức ngày 6 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 5 năm 2022, tức ngày 18 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao.
hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của quý vị gia chủ tuổi Hợi trong tháng 5 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi. Qua đó, quý vị cũng phần nào yên tâm, vững bước trong tháng 5 âm lịch hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị luôn gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.